Sang trọng không chỉ nằm trên bản vẽ, mà sang trọng còn nằm trong kỹ nghệ hiện thực hóa cảm xúc thăng hoa. Trao niềm tin tuyệt đối, nhận giá trị tuyệt mỹ. 60 giây chuyện thật nội thất. Bên cạnh những dự án thiết kế thi công trọn gói, khách hàng tìm đến Icon còn là vì năng lực thi công, hiện thực hóa thiết kế vượt chuẩn hoàn mỹ, tinh túy và tỉ mỉ. Sự xa xỉ đến từ những mảnh ghép tưởng chừng đơn giản nhưng lại được gia công hoàn thiện sắc nét đến từng chi tiết. Đồng bộ và độc bản, từ những đường nét bo cong cho đến từng góc cạnh chạy dọc, tất cả đều được gia công sản xuất theo quy chuẩn cao cấp đồng đều, định hình nền dấu ấn chất lượng độc bản của dự án. Tiến độ và niềm tin, mọi công tác đều theo tiến trình, đảm bảo tiến độ và tiến nhanh đến thời điểm bàn giao. Với Icon, khối óc, đôi tay và trái tim chưa bao giờ có khoảng cách.